Xin chào, hôm nay Lily mời cả nhà ngắm nhìn vẻ đẹp của dòng sông quê mình vào một buổi chiều tối. Lily hy vọng cả nhà sẽ có những phút thư giãn thoải mái. Nếu thấy video hay, vui lòng chia sẻ, like, comment và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn.